Đây, buổi sáng xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay là đến với một cây bằng năng này anh em ạ. Cái bằng năng này tôi ghép từng vi cho nó rồi đây. Mà cái hôm mà tôi lật dáng cho nó đấy, thì những cái một số rễ nó chồng lên trời, mình phế đi quá nhiều rễ nhỉ. Mấy cái rễ để phế thì nó cũng bị chết dần thân anh em ạ. Mấy cái cây này thì nó cũng chả đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà thấy họ chặt đi nó sát rồi, mình đào ở dưới đất nên nó chỉ được một cái củ thôi nhá. Để làm mấy cái này nó thành cây thì hơi nâu tí, nhưng mà trông lãng phí anh em ạ. Đằng nào bà con họ cũng vất đi. Chắc hôm nay tôi xử lý cái này hơi mạnh tay anh em ạ. Mấy cái mầm này nó bỏ hết đi anh em ạ. Để dưỡng hai cái thân kia thôi. Đấy, cái nửa bên này nó khô anh em ạ. Mấy cái rễ nó chồng lên trời hết đấy. Chắc chờ tôi nhổ lên để cắt cái đoạn khô đi anh em. Đấy, cái đoạn bên kia nó ra rễ thì cái bầu đất nó cứng, cái đoạn bên này nó không ra rễ thì nó đất nó bung ra anh em thấy không? Tí tôi cắt hết cái bầu đất bên này đi. Nhiều cây tôi đào mới cả do bà con phun thuốc cỏ nhìn trong nhiều năm trời đấy, cấm thuốc cỏ nhiều khi nó yếu anh em ạ. Làm những cây phôi như này nó thật là nó rất khó luôn anh em, rất khó và tốn thời gian. Đam mê tỉ mỉ mới làm này. Còn phôi đẹp thì tôi nói thật đi, nhiều khi ghép vài cái mầm mà nó đã đẹp rồi, cắt định hình ghép mầm mà nó sẽ đẹp rồi, nhưng mà những phôi này thì buộc phải quá trình anh em. Bây giờ tôi cắt cái đoạn này đi. Giờ tôi đưa đất vào để thay đất cho nó luôn anh em ạ. Đấy, cái vết cắt nó vẫn tươi nguyên. Muốn ra rễ chỗ đấy thì mình lấp đất vào. Nhưng mà chỗ đấy thì chắc để cho nó trên mặt đất anh em ạ. Đây anh em, sau một hồi tôi cũng thay đất với cả làm xong cái vết này. Giờ tôi muốn định hình luôn anh em ạ. Thấy cái cây này nhìn làm nó đơn giản thôi nhưng chứ nó bị hỏng mà. Mấy cái gốc này thì đa số là những cái gốc mà đấy, tôi đi đào bằng năng ấy. Cái gốc này thì nó chìm hẳn trong đất luôn anh em. Chắc nó còn lộ cái này, những cái này lên này. Và tôi lại lật ngửa nó lại, nó bật được mấy cái mầm thì ghép vào đây, ghép lên cái mầm chính này. Một thân thân là cũng, nó có một thân trực, một thân hoành này.
Cái này sau này bên này cũng tạo ra một cái thân luôn anh em. Đây một cái thân. Vậy như lần sau tôi quay lại cái này anh em lại thấy nó đẹp chưa? Đơn giản. Nó là một cây hoa mà. Bây giờ tôi ổn định hình cho nó anh em xem cho vui nhá. Cái nũa này có thể chơi được. Kệ. Đây anh em, thế này là ok rồi. Giờ chỉ lui thêm thôi anh em. Vậy mà cây này thì cuối cùng lại đẹp đấy anh em. Nhiều khi cứ thấy nó hỏng hỏng, nhiều khi nhổ vất đi. Mình bỏ sức cho một xíu. Vài tháng nữa lại có cây chơi. Tường vi thì tôi làm nhanh lắm anh em ạ. Nhiều cây tôi làm gần như là hơn một năm là nó gần hoàn thiện rồi nhé. Và những cái cây này thì nó kiểu kiểu như vậy đấy anh em. Tạo hơn một năm. Được cây này thì giờ bỏ cái tấm tôn này ra. Nhìn hơi bị đỉnh như thế anh em. Cái mầm này tôi ghép thêm nữa này. Rất ok. Anh em thấy bông nó mịn. Cây này tôi giao lưu với anh em hơn 1 triệu. Đặt cọc rồi nhé. Những cây này là gọi là thuộc vào những cái ca khó đấy anh em. Mình làm thành cây chơi thì vẫn ok. Nó là cây hoa lâm nha, này mình không làm phức tạp nhiều. Đây, bên này sau này còn diễn nhiều nữa anh em nhé. Nó như là một cái, đây là một cái cành này của nó. Lên đây nó là một cái thân cũng uốn lượn anh em ạ. Để nó cái thân này thì nó cao hơn này. Này nó lại chỉ đến đây thôi. Bày ra cho đây. Bonsai thì mình cứ làm một bên cương một bên nhu anh em ấy, chứ mình cứ làm hai bên nó bằng nhau thì giống như là cánh tay nó đang dang ra.
Thế video chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh chị em nhé.